cư dân mạng Hàn sốc nặng trước hai hình ảnh nhan sắc cách 17 năm của Son Ye-rin, nói là 17 giây cũng có người tin. Mới đây, cư dân mạng Hàn Quốc đã phát sốt với một hình ảnh chị đẹp Son Ye-rin được ghi lại từ 17 năm trước 2003. Hình ảnh của Son Ye-rin khi đang đóng phim cổ điển khiến nhiều cư dân mạng thích thú vì nhan sắc gần như không thay đổi của chị đẹp, bất chấp gần hai thập kỷ đã trôi qua. Hai hình ảnh cách nhau nhưng 17 năm nhưng tương đồng về kiểu tóc, trang phục và đặc biệt là nhan sắc không đổi của chị đẹp Son Ye-rin. Chị đẹp Son Ye-rin của năm 2003 hay 2019 thì vẫn cứ luôn xinh đẹp như thế. Gương mặt nhỏ nhắn, nụ cười tươi tắn, mũi cao thanh thoát, đôi mắt cười sống động. Đặc biệt, kiểu tóc và trang phục trong bức ảnh cũ còn trùng khớp với hình ảnh Son Ye-rin trong Hạ cánh nơi anh, càng khiến Knet tin rằng chị đẹp đúng là ngoại lệ của thời gian, vì trên gương mặt kiều diễm đó không hề hằn nét tuổi tác nào. Cô nữ sinh trong cổ điển năm 2003 và nữ tài Việt Nam Hàn của năm 2020 gần không khác biệt nhau một chút nào. Trước sự trùng khớp đáng kinh ngạc này, cư dân mạng Hàn Quốc đã dành nhiều lời có cánh cho nhan sắc của Son Ye-rin. Không thể tin được, làm sao có thể không thay đổi gì như vậy? Đây là ảnh hôm qua với hôm nay mà. Nói cách nhau 17 phút tôi còn tin đó, 17 giây cũng được luôn đó. Chỉ có chúng ta là già đi thôi, chị ấy hơn tuổi tôi, nhưng mà Son Ye-rin trong cổ điển đẹp như tiên tử, 17 năm luôn. Son Ye-rin không có thời đỉnh cao nhan sắc vì thời nào cũng là đỉnh hết. Cô ấy đẹp quá trời. Son Ye-rin chính là ngoại lệ của thời gian đó. Cổ điển, The Classic là bộ phim điện ảnh được phát hành vào năm 2003, đã gây được nhiều tiếng vang tại Hàn Quốc và châu Á. Những khung cảnh thơ mộng, lời thoại lãng mạn cùng vẻ đẹp trong veo của Son Ye-rin đã giúp The Classic luôn nằm trong top những bộ phim tình cảm đáng xem nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Bộ phim đưa tên tuổi Son Ye-jin từ một diễn viên trẻ lên tầm cao mới, được công nhận là quốc bảo nhan sắc, tình đầu quốc dân. Son Ye-jin còn ẵm được một loạt giải thưởng tại lễ trao giải Bác Sang, Trung Vang, Sông Xanh danh tiếng nhờ bộ phim này. Vẻ đẹp trong veo của Son Ye-jin trong The Classic. Gần 20 năm đã trôi qua nhưng nhan sắc của Son Ye-jin vẫn không hề thay đổi chút nào, thậm chí còn có phần lên hương hơn trước. Nguồn: Casta Life. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.